Tiền đạo sinh năm 1987 cho biết anh từng sẵn sàng giảm hơn 50% thu nhập để tiếp tục ở lại thi đấu cho Barcelona. Sao chẳng ai đề nghị tôi đá không lương cho Barcelona. Tôi đã giảm 50% lương và vẫn hy vọng có thể giúp đỡ câu lạc bộ nhiều hơn thế. Những phát ngôn của chủ tịch Joan Laporta đã khiến tôi tổn thương. Tôi không đáng bị chỉ trích như vậy, Lionel Messi chia sẻ trên Sport. Messi không thể ngồi yên khi nghe được bài phát biểu gần đây của Joan Laporta. Chủ tịch Barca cho biết sau khi cuộc đàm phán với Messi đổ bể, ông vẫn hy vọng nhận cuộc gọi từ siêu sao người Argentina về việc cầu thủ này sẵn sàng thi ở lại Camp Nou mà không nhận lương. Người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Barca tin tưởng La Liga sẽ chấp thuận nếu Messi đồng ý đưa lương về mức tượng trưng. Dù Messi muốn chơi cho Barca, cậu ấy vẫn chịu nhiều áp lực từ những lời đề nghị từ các câu lạc bộ lớn. Ông Laporta ám chỉ việc Messi đã bị thu hút bởi mức lương ở PSG. Khi chuyển nhượng hè đã khép lại được vài tháng nhưng câu chuyện giữa Messi và Barca vẫn còn gây sự chú ý. El Pulga đang thuộc biên chế PSG nhưng anh không ngại công khai nói về việc yêu và nhớ Barca. Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp bằng màn trình diễn hết mình mỗi khi ra sân. Cũng trong bài phỏng vấn với Sport, Messi tiết lộ anh muốn trở lại để giúp đỡ Barca. Vị trí El Pulga nhắm đến có thể là giám đốc kỹ thuật. Trước đó, Messi đã ký hợp đồng 2 năm với PSG, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Sau 5 lần ra sân tại Ligue 1, nhà đương kim vô địch Copa America vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo. Tuy nhiên, Messi đang tỏa sáng với 3 bàn tại Champions League.